chơi Nguyệt Ca lại được gặp các bạn rồi. Có vẻ như là chúng ta cũng khá lâu lâu rồi mới gặp lại nhau đúng không? Tất nhiên lâu hay chóng thì nó phụ thuộc vào việc là tần suất học của các bạn như thế nào. Có thể là với những bạn học chăm chỉ thì chúng ta mới chỉ gặp nhau cách đây một vài tiếng thôi. Nhưng mà với những bạn mà hơi lazy một tí thì có thể là các bạn lâu lâu chúng ta mới gặp nhau đúng không nào? Hy vọng rằng Nguyệt Ca sẽ được gặp các bạn thường xuyên. Và buổi học hôm nay sẽ rất là thú vị nhưng cũng sẽ có khá là nhiều thách thức. Và các bạn không biết đã sẵn sàng cho những cả những cái thú vị lẫn những cái thách thức hay chưa? Và sau khi học được cách gây ấn tượng trong phần mở bài ở bài học trước rồi thì các bạn hôm nay sẽ lại cùng với người ca nghiên cứu xem làm thế nào để giữ được ấn tượng đó các bạn nhé. Và trong bài học ngày hôm nay thì người ca sẽ hướng dẫn các bạn rất chi tiết một phần nhỏ thôi, đó chính là viết câu chủ đề, topic sentence. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về đặc điểm chung của câu chủ đề. Như người ca đã đề cập trong bài học trước thì trong phần thân bài các bạn cần phải nêu ra các ý chính hay còn gọi là main ideas, cùng với các giải thích chi tiết hay còn gọi là explanation, và những ví dụ minh họa ta gọi là examples, hoặc hệ quả consequence để trả lời cho câu hỏi trong đề bài. Vậy thì các bạn đã bước đầu hình dung được là với một ý tưởng thì chúng ta sẽ làm thế nào để triển khai cái ý tưởng đó, mở rộng cái ý tưởng đó ra rồi đúng không nào? Vậy nếu phần mở bài là phần gây ấn tượng thì phần thân bài sẽ là phần mà bị super soi nhiều nhất và bị đánh giá nhiều nhất, nhưng cũng sẽ là phần mà các bạn có thể thể hiện được khả năng ngôn ngữ của mình nhiều nhất đấy các bạn ạ. Thế còn cấu trúc chi tiết của một đoạn thân bài thì sao? Một bài luận IELTS nên có từ 2 đến 3 đoạn thân bài, không nên nhiều hơn 3 đoạn và cũng không được ít hơn 2 đoạn. Tùy theo từng loại câu hỏi mà chúng ta sẽ viết cái gì cho hai cái đoạn thân bài này. Ví dụ nếu đề bài nói về agree or disagree, đồng ý hay không đồng ý, thì các bạn có thể viết mỗi đoạn là một ý mà giải thích, giải nghĩa rõ cho cái sự đồng ý hay là không của mình, đúng không nào? Còn nếu bài viết là loại mà nêu lợi ích và bất lợi của vấn đề, advantage và disadvantage, thì các bạn có thể viết một đoạn cho lợi ích và một đoạn nữa cho bất lợi, đúng không nào? Bố cục bài và những ý mà mình định triển khai cho bài viết, chúng ta đã phải làm ở cái bước tìm ý là bước brainstorm, và ở bước này thì chúng ta sẽ tập trung thể hiện ý đã có vào trong câu. Mỗi đoạn thân bài chúng ta chỉ nên tập trung vào viết cho một ý thôi các bạn nhé. Nếu viết nhiều ý trong một đoạn thì sẽ làm cho đoạn văn này dễ trở nên là rối tinh rối mù lên đúng không? Và dễ làm cho người người đọc, đặc biệt là giám khảo cảm thấy là rất khó hiểu. Chúng ta nên phân bổ cho mỗi đoạn thân bài một câu chủ đề, một câu là topic sentence để nêu lên ý chính của đoạn, rồi đến các câu bổ trợ hay còn gọi là supporting sentences. Câu giải thích chi tiết cho câu chủ đề hay gọi là câu explain, và câu ví dụ minh họa examples hoặc là hệ quả là consequence. Vậy các bạn đã nắm rõ cấu trúc chưa nào? Cấu trúc của đoạn thân bài có thể được bố cục theo hai cách như sau. Cách thứ nhất, topic sentence, supporting sentence one, tức là câu giải thích chi tiết cho cái câu chủ đề. Rồi đến supporting sentence 2 là câu ví dụ minh họa hoặc hệ quả. Hoặc mô hình thứ hai, topic sentence, supporting sentence 1, rồi đến câu ví dụ minh họa hoặc hệ quả. Rồi lại đến supporting sentence 2, rồi đến ví dụ minh họa hoặc hệ quả của cái ý thứ hai này. Vậy các bạn đã nhìn rõ được ra sự khác nhau giữa hai cái mô hình này chưa? Và với cấu trúc này thì các bạn sẽ đảm bảo cho đoạn văn của mình được rõ ràng, mạch lạc, thống nhất. Và đây chính là một cái tiêu chí rất là quan trọng trong số các tiêu chí chấm cái bài luận IELTS Writing Task 2 mà chúng ta đang viết. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến câu chủ đề, topic sentence. Và mang trên mình nhiệm vụ là thể hiện ý chính của câu thì câu chủ đề cần được viết một cách xúc tích nhất có thể. Các bạn nhớ nhé, xúc tích nhất có thể. Câu chủ đề nên là câu đầu của đoạn văn. Và nó nêu rõ cho người đọc biết là đoạn văn này sẽ nói về cái gì. Ở câu chủ đề này thì chúng ta không nên sử dụng từ ngữ mang tính chất cao siêu, dễ làm tối nghĩa, mà chúng ta nên dùng những cái từ vựng đơn giản để nêu một cách rõ ràng cái ý mình muốn trình bày. Và điểm quan trọng cần chú ý khi mà viết câu chủ đề đó là bạn
đó là nó phải đủ rộng, đủ lớn để chúng ta có thể đi sâu hơn với cái câu giải thích và câu ví dụ. Còn nếu câu chủ đề mà bạn đưa ra một cái ý mà nó hẹp quá hay là nó bị cụt chẳng hạn, thì cái đoạn sau bạn sẽ không biết viết cái gì cả, đúng không nào? Nếu câu chủ đề quá chi tiết thì chúng ta sẽ bị bí ý khi mà viết những cái câu bổ trợ cho nó. Thế cho nên người ta mới nhấn mạnh cái chữ ngắn gọn xúc tích ở đoạn trên. Bây giờ các bạn hãy cùng với người ta xem xét một vài ví dụ để xem thế nào là đủ lớn và đủ rộng nhé. These days, people change their jobs and relocate more often than before. Why do you think people change their jobs more now? Do the advantages outweigh the disadvantages for society? Với đề bài trên thì rõ ràng như đoạn thân bài đầu tiên, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là Why do you think people change their jobs more now? Tại sao bạn lại nghĩ rằng là người ta thay đổi công việc nhiều hơn gần đây hoặc bây giờ? Tức là chúng ta sẽ phải nêu lên các lý do như người ta vừa nói, đó là tại sao ngày nay mọi người lại thay đổi công việc thường xuyên hơn. Vậy thì câu chủ đề cho đoạn này có thể viết như sau. There are various reasons why people change their jobs. People change their jobs for various reasons. Như vậy là với cụm từ various reasons, câu chủ đề đã đủ rộng để chúng ta thoải mái đưa ra các supporting sentences của mình rồi, đúng không nào? Thế còn nếu như mà bạn ngay từ câu chủ đề mà bạn đã viết luôn tất cả những cái reasons đấy là cái gì, thì sau đấy mình sẽ không còn gì để viết cả. Và các bạn sẽ thỏa sức liệt kê các lý do liên quan để tạo nên một cái đoạn văn hoàn chỉnh ở các phần tiếp theo, đúng không nào? Câu chủ đề cũng không phải là quá khó đối với các bạn nếu như các bạn có thể viết được giống như là người ta hướng dẫn ở trên, mà cái điều đấy thì không hề khó bởi vì thực tế thì chúng ta chỉ có một vài cấu trúc quen thuộc lặp đi lặp lại thôi mà, đúng không nào? Và nếu như các bạn cùng đồng hành với Nguyệt Ca ở những khóa học cao hơn dành cho những band score cao hơn thì chúng ta sẽ trải nghiệm với những cái cấu trúc khó hơn hay là phức tạp hơn. Thế còn ở bài học ngày hôm nay thì Nguyệt Ca chỉ gợi ý cho các bạn hai loại cấu trúc viết câu chủ đề đơn giản nhất mà vẫn nguyên cái sự hiệu quả và rất là phù hợp với ban điểm của các bạn đang mong chờ trong thời điểm này. Cấu trúc thứ nhất, các bạn dùng câu với cấu trúc là there are. Và cấu trúc thứ hai, các bạn dùng với động từ have. Ví dụ, first of all, there are several benefits of living by yourself. Hoặc cấu trúc thứ hai, however, it has some problems too. Và Nguyệt Ca kết thúc bài học ngày hôm nay với hy vọng rằng là các bạn đã có thể bắt đầu đoạn thân bài của mình một cách nhẹ nhàng nhưng mà vẫn hiệu quả. Và với câu chủ đề của mỗi đoạn thân bài, hãy đơn giản thôi các bạn nhé. Nhưng mà vẫn phải đúng cách để nó có thể dẫn đường được cho những cái câu bổ trợ ở phía sau. Và trong bài học tiếp theo, Nguyệt Ca sẽ giúp các bạn khiến cho câu chủ đề của mình thực sự vững với sự xuất hiện của các câu bổ trợ các bạn nhé. Đừng quên rằng chúng ta có những bài luyện tập. Bởi vì chỉ có thể thông qua luyện tập các bạn mới ngày một tiến bộ hơn. Còn tất cả những lý thuyết nếu như các bạn không đọc lại nhiều, các bạn không tự viết các câu của chính mình, các bạn không có đề bài để suy nghĩ xem mình áp dụng cái công thức và lý thuyết đấy như thế nào thì rất là khó có thể tiến bộ được. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Goodbye and see ya!